hôm nay thầy hướng dẫn tụi con là lớp 2 nha. Lớp 2 mục tiêu của nó là chuyển từ 2D sang 3D đúng không? Và vẽ một số cái vật thể nó là lạ một chút. Thì thầy chỉ vẽ cái kệ ở trong cùng nè. Thì đối với cái nhà vậy thì mình có thể vẽ rồi mình kết hợp lại ha. Có thể là vẽ bức tường trước cũng được, phòng trước cũng được ha. Thì cái bài này thầy sẽ hướng dẫn con vẽ cái phòng trước, được chưa? Bốn bức tường trước nè. Thì để vẽ bốn bức tường trước, đầu tiên con vẽ bằng line, hôm nay học line, vẽ line nha. Thì đầu tiên con vẽ bằng hình chữ nhật nè, được chưa? Vẽ tay mặt tốt thầy ha, chưa? Đó, con nhớ là bữa mình có gần kết tâm mai rồi đúng không? Unit setup đơn vị là cm đúng không? Thì cái nhà này nè con, con nghĩ là cái phòng này đi ha, bề ngang mấy mét, bề dài mấy mét, thì cho 6 mét được không? 8 mét đó ha, cho 8 mét cho thoải mái nha. Rồi nhìn nè, thì 8 mét ở đây thì nhập đây là 8 mấy con? 800 đúng không? 800 vuông nha. Rồi thì có cái nhà diện tích 8 vuông lít phải nè, ví dụ đang nằm đây phải không? Lít phải vô cái di chuyển nè, lít phải nha, cho bằng zero hết cho thầy. Hay cho không không hết thì nó chạy về ngay chỗ đó nằm, hiểu không ta? Hiểu không? Vậy nó chuẩn, ngay chỗ ngã tư đó là cho nó chuẩn. Giờ nhìn nghe nói tiếp nè. Giờ thầy muốn vẽ cái bức tường 10 á, nó khác bữa xíu là nhìn ha. Nhìn nhìn nè. Thầy chọn hình này thầy bẻ gãy ra bằng cách kình vật tu gì con? Poly. Bữa nay không có poly nữa. Nghe nói nè, bữa nay không có poly nữa nha. À, bữa là mình cần hoạt số poly là bởi vì nó là 3D. Cái này 2D thì mình chỉ có quyền cần vật sang SP line là đường, hiểu không? Để hiểu không ta? Đến phải cần vật sang SP line để điều chỉnh nó, nhìn nè. À, nhìn nè con, nói chuyện nó không nắm bài được đâu á. Lít phải là cái hình 8 mét đó đó, cần vật sang SP line. À, sau đó thằng chọn cấp độ nút nè, nút là thằng chọn được nút nè, thấy không? Còn ở đây cấp độ đoạn ha. Ở đây thì chọn cái đoạn này thì những delete bỏ đi. Tại sao bỏ đi? Bởi vì đây là con nhìn vô phòng ta nè. Chỗ này nếu con vẽ bít bùng rồi sẽ lấy gì thấy đường, phải không? Nên thầy bỏ chỗ này đi. Rồi giờ nghe nói tiếp nè. Bây giờ thì sẽ cho cái này dày ra bằng cách nào? Bằng cách là lít phải chọn cấp độ đường. À, cái cấp độ đường thì con chọn vô cái này hiểu hết đường luôn, hiểu không? Còn nút á thì nó hiểu chỉ có nút thôi, hiểu không? Đoạn này nó ví dụ con lít vô nó hiểu đoạn đó thôi, nhưng mà đường là nó hiểu hết luôn á, thấy không? Hiểu không ta? Đó. Sau khi chọn cấp độ đường, con trượt lên con kiếm một cái thuộc tính đó tên là outline. Outline hơi khó đó, không dễ ăn thôi. Outline nè, outline hiện nay là 0 cm, thầy muốn là làm tường 10 nhập 10, ok. Đó thì tụi con thấy là cái nhà này có thước là 8 mét và có tường là nhiêu, tường 10 đúng không? Giờ thầy sẽ extrude cho nó lên nè, con học rồi đó, đây nè, nó có một cái chữ extrude đúng không nè, extrude nhớ không, chữ extrude nhớ không? Bây giờ extrude nè, đó nó vô đó. Bây giờ cái số lượng này mình nhập đó là 28, tức là cái nhà này cao 28, ok, xong. Giờ thì thay vì con vẽ ba cái bốc ghép lại thì coi chỉ cần vẽ đường lai nó nhẹ, hiểu không? Hiểu không nè, không được phép làm tùm lum tùm la, người ta trả cái file lại đó, làm về mới đúng là hiểu chưa? Bài đầu tiên mình vẽ ba bốc mình ghép lại ok, nhưng mà hôm nay là không được vậy nữa, hiểu không? Hiểu không? À, mấy đứa hiểu bài tới đây không? Có gì coi clip lại nha. Rồi xong. Vậy thì đã vẽ xong cái bức tường rồi, giờ thì xem bài lại đúng không? Chắc chắn là làm không kịp rồi đó, làm tới đâu hay tới đó ha. Rồi, thì xem lại trong 3D là lab mấy con? Lab 2 đúng không? Thầy đặt tên là lab 2. Rồi bây giờ trong cái nhà này thầy sẽ đi tiến hành là cho màu vô, thì thầy cho màu trắng thôi. Rồi thì bây giờ cái trần nhà thì mình khoan vẽ đúng không, để trống vậy để cho nó vui ha, thoáng. Thầy sẽ đi vẽ cái kệ này nè, được con. Cái kệ coi nó có mấy ngăn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngăn. Theo tụi con cái kệ này cao cỡ mấy mét? Ghê, đụng sàn luôn ghê. Mấy mét? Mét mốt cái đầu con. 2m1. Đúng, 2m1 ngàn, có lý, đúng rồi. 2m1 còn chiều tới đây là mét 2 nha. Rồi bắt đầu nha. Rồi nhìn nè, đầu tiên thầy sẽ lên mặt rinh này vẽ cho tụi con, nhìn nè.
Cũng cụ hình chữ nhật y chang nãy ha, thành SW cho bự lên nè. Ha thành SW là nó bự cái mặt lên đúng không? Thì nè. Hoặc là mình vẽ mặt này là mặt lép cũng được đúng không? Nè, vẽ hình chữ nhật nè con. Rồi nhìn vô modify nè, đó. Chiều này là nãy tôi nói là 2 mét mấy? 1m1 là 210 cm đúng không? Rồi. Chiều cao nó là bị rộng nó là 1 mét thì là thầy nhập 1m1 đi ha. 110 ha. Rồi xong đẹp rồi đó nha. Giờ mấy đứa nghe nói nè. Thì cái nhà này để nó chỉ là án ngữ mình khó làm đúng không? Đúng rồi. Cho nên mình ẩn nó đi, mình chọn cái tường lít phải ẩn, ẩn là cái gì con? Hai selection đúng không? Đúng không? Đó, mình còn cái này thôi mình làm thôi nè, bẻ gãy đi y như nãy vậy đó. Bẻ gãy đó một cái lít phải chọn gì nhớ không? Hình bật gì con? SP line đúng rồi, giỏi quá. Thì có nghe nói là kênh vật nó xong. Thầy sẽ vẽ một số chi tiết co phụ bên trong này ha, na ná thôi nhá. À, na ná thôi, nhìn nè. Thầy vẽ tại mặt ren nè, thầy vẽ như vậy nè. Ở đây nó có hai học đúng không? Học lớn học nhỏ vậy thì vẽ như vậy. Vẽ một cái hình chữ nhật. Mấy đứa nhìn này nha. Đây học nhỏ nè. Đây học lớn nè. Mô phỏng thôi. Rồi đây là một cái học. Yeah. Rồi đây mấy học. Ngược lại nó có cái nhỏ cái lớn ngược lại vậy phải không? Thì ngược lại thầy sẽ copy hai này xuống lật lại. À như ship chọn hai này đi. Như ship mà copy xuống nè. Đứa hiểu không ta? Hiểu ta? Copy giữ ship, oh, ok. Nhưng mà mình phải lật ngược lại, muốn lật ngược thì dùng cái công cụ đối xứng nè. Đúng chưa? Đó, nó sẽ xứng thì ok thôi. Cái tâm nó không đúng nó chạy thì mình kéo lại thôi. Rồi dưới đây cuối cùng thì cho một học thôi là xong đúng không? Khỏi nhìn mẫu luôn, nó tự vẽ. Chứ tụi con. Rồi mấy đứa nghe nói nè. Cái hình này vừa vẽ xong á là nó không có dính líu gì nhau, cái hình này hình kia hình nọ nó đang rời nhau đúng không? Đúng ta? Bây giờ mình sẽ làm cho nó thành một khối một thì con đã dùng cái này con bẻ gãy rồi nè. Modify nè. Thì nó đã gãy rồi, nó gọi là SP line nè đúng không? Thì nó có một cái chức năng tên là attach để làm dính lại. Attach đâu tụi con coi phụ thầy coi. Biết không? Biết chữ attach không? Attach. Attach là nó dính lại đúng không? Nó dính lại ha. Nè, 1 2 3 attach nha. Đó thì giờ con phải ngon lít từ từ lít hết mấy này dính lại. Còn attach minty là dính lít một cái một là dính ha. Còn cái attach từ từ cũng được cho dễ hiểu ha. Thật ra có mấy hình như nhiêu rồi. Thì giờ tụi con thấy nè. Tụi con thấy nè. Thì nắm cái hình này kéo đi để liên lượt. Tại vì nó đã được nói là hết rồi, hiểu không ta? Hiểu không cả nhà? Khó ăn không? Vậy ăn rồi. Giờ extrude lên là xong. Nó chuyển từ 2D sang 3D đúng không? Thì chúng ta có lệnh lane là một, bây giờ có lệnh thứ hai là lệnh FG. Extrude nữa không ta? Extrude là đầy lên đó. Rồi. Thì tụi con vô đây tụi con gõ chữ extrude nhấn với E được rồi. Thấy chưa? Thấy chữ extrude không? Thấy không? Rồi xong. Đó thì con thấy như từ từ á, nó tự dày nhiêu kệ đó. Về cơ bản cái này dày khoảng 45 thôi. Thì con vô chỗ ồn mau con nhập 45cm cho thầy. Thì thấy thầy có được cái kệ vậy nè. Muốn con thấy nó xoay nó kỳ kỳ á thì con chọn này gõ chữ Z một cái. Thì con xoay đẹp đó, thấy không? Tả nó không? Rồi. Con lít phải nè, con chọn in vậy. In hai on thì con thấy là cái kệ mình ăn tiền rồi nè. Kéo vô tường được rồi. Có hiểu không? Rồi các bạn nghe mình phân tích nè. Cái gì vậy? Gì vậy? Bạn nghe mình phân tích nè. Đây nó có bóng không? Nhìn đen đen khó chịu quá thầy vô đây nè. Các bạn chọn set đi. Dít lây phải không? Bóng rồi. Đây. Đây đúng không? Bóng đâu? Bóng đâu? Đầu T nè. So set RAM viewport clip pin and those. Ok. Rồi nghe nói nè. Nếu như các bạn vẽ cái này á, mà các bạn vẽ nhiều cái bóng này một bóng
Thì nó sẽ nặng, đúng không? Và khi con dao nó file qua người khác, người ta mới chịu không? Đúng không? Còn nếu dễ thì nó sẽ nhẹ. Người ta coi chỗ này nè. Người ta vào file, người ta chọn Submarine for. Đứa coi nha, protein nè. Submarine for nè, nhìn nè. Chỗ đây nè. Đó nè. Thấy không? Tổng cộng nãy giờ mình vẽ 72 nút, số mặt là nhiêu đó. Số đối tượng là không lấy đối tượng thôi. Hai đối tượng, hiểu chưa? Và nếu con vẽ nhiều đối tượng là rất nặng thì chúng ta. Hiểu không? Cho nên là dễ dàng mới đưa qua game được xài được. Hiểu chưa? Cho nên là con không phải vẽ đại được đâu, rồi xong. Thì cái clip này thầy tạm thời dừng lại được chưa? Là áp gỗ luôn nha. Rồi bắt đầu, tức là vẽ chai, vẽ ly rồi giờ đúng không? Vậy thầy đã vẽ xong cái này phải không? Tiếp tục nha. Chúc mình áp chất liệu lượt luôn. Bây giờ mình sẽ đi vẽ tiếp cái mấy cái sông này nè. Hiểu được không? Mấy cái sông này thì có nhiều cách làm ha. Thầy, theo thầy thì cái này đơn giản, mình vẽ bằng nè. Vẽ bằng bóc cũng được. Ha, vẽ bằng bóc cho nó nhanh, đúng không? Thấy đơn giản ha. Rồi, mời cả nhà coi nha. Thầy sẽ vẽ một cái bốc đi từ dưới đất lên, nhìn nè tụi con, vô đây nè đúng không, chọn 2D dạng shot machi nè, bắt vô bốc nè, con vẽ nè, thấy không? Đó, con mô phỏng cái này. Nếu con cảm thấy là nó khó chịu, nó bị cái tường che hoài thì con có thể tạm giấu nó đi. Lít phải là tụi con, 2 gì con selection đúng không? Rồi, cái này coi như tạm thời là tấm lam để mình trang trí cái nhà thôi. Anh nhấn ship kéo vô. Thì trong hợp này con vẽ bình thường, không cần lệnh gì cái gớm. Con cho có khoảng là 50 thằng thôi, nó tới đâu đúng không? Nhớ chọn instant để dễ chỉnh. Đó. Thì quá trời đất rồi. Anh 2 on luôn. Thì nó bị lố rồi đúng không? Biết nhiêu rồi canh, về lố bỏ. Cả nhà mình hiểu mà. Đó, bỏ tới đó đi đúng không? Rồi. Với bạn nghe mình nói nè, cái tấm lam này nó dậy xong ở trên cần một cái nữa để bao bao lại đúng không, thì mình vẽ như sao, có nhiều cách làm ha. Thì đây tôi sẽ làm như thế này các bạn ha, tại mặt này nè tôi biết là lam nó nằm tới đây dư miếng này nè, đúng chưa, đúng không? Tôi sẽ vẽ một cái đường thẳng bằng cách vô đây là line nè, đúng không? Tôi vẽ đường thẳng, cái mục đích các bạn là muốn vẽ bao qua đây một cái, xuống đây một cái, qua trái một cái, đúng không? Thì đây bạn, tôi vẽ một cái đường thà thẳng đi từ đây dư chút qua ra đây đúng không bạn, xuống đây rồi lít phải kết thúc nha. Sau đó tại modify bạn, tại cấp độ đường giống y chang nãy nha bạn, phải cấp độ đường mới được nha. Mình tạo cái đường song song với đường đang có bằng cách chọn ao gì, ao line đúng rồi, cho 10 thôi ha, ví dụ vậy đó, nó ra đường song song đúng không, mình khỏi phải nó đúng kỹ thuật hơn. Giờ mình hết chút cái là ăn tiền thôi đúng mà. Cái chữ E đó thì mình thấy rất đẹp đúng không nè. Mình thấy mình vẽ này rất là khoa học. Thấy chưa? Thấy chưa? Rất là khoa học đúng nè. Thì do nó bị ngược thôi, tức là quy đóng này nó phải nằm phía ngoài. Thế nên mình chọn mình chọn hết vậy nè các bạn. Mình nhấn internet, mình bỏ này đi đúng không? Là mình chọn được hết mấy này là gì đúng không? Đúng không? Mình nhấn internet bỏ luôn cái này luôn. Mình rút cái này lại đúng không? Ok, đó thì cái cây này mình sẽ dời ra ngoài, bạn đồng ý không? Thì trong nó trống, không biết trống đi làm gì, nhưng mà đại khái là vậy đúng không? Giờ tôi sẽ đi áp gỗ vô, mời bạn coi ha. Tôi sẽ áp gỗ theo bài này thì toàn bộ nãy giờ mình vẽ là gỗ hết đúng không, trừ cái sàn đó, trừ cái trần mình chưa vẽ thôi. Thì mình chọn cái này nè, nhấn control chọn luôn cái này đúng không? Rồi giờ mình coi nha, muốn lấy chất liệu gỗ thì mình nhấn M với bạn chất liệu lên đúng không? Bữa mình học rồi ha. Mình click vô đây là mình chọn cái chất liệu gỗ bằng cái bitmap đúng không? Thì trên đây chất liệu nó hiếm hoi quá nên mình lên desktop á. Mình lấy cái gỗ bữa cho con 3D nè, lấy cái gỗ trước đỡ nha, đúng không? Đó, đúng không? Rồi mình gán vô rồi size luôn tụi con, sâu lên luôn. Đó. Thì các bạn thấy nãy giờ tất cả cái gì mình vẽ đó nó đều là gỗ á, thấy không? Đúng không? Còn theo mẫu này á thì nó cũng vậy thôi, đúng không? Còn thích gỗ đó lấy gỗ khác ha. Rồi xong. Đúng chưa? Bây giờ mình sẽ vẽ thử một vài chai rượu cho bạn coi nha, đúng không?
Đó đây mình vẽ chai rượu cho bạn coi nha. Rồi nhìn nè. Đây tôi sẽ đi dấu hết đít phải, hai selection hết. Hai selection hết. Hai selection hết, đúng không? Tôi chỉ chừa cái này lại để vẽ gì, để vẽ chai rượu bỏ vô nó thôi. Thì chúng ta chai rượu bỏ vô thì nó nằm khoảng đâu đây đúng không? Thì đây là chai rượu còn ảnh còn trên bảng ha, muốn vẽ vô like đúng không? Đúng chưa? Dạ. Vẽ thử chai rượu nha. Coi là mình coi lên mạng coi một cái chai nó đẹp mình vẽ thôi. Ví dụ như là mình mở trình duyệt lên nha. Và mình đánh nè, chai rượu, bạn biết rượu gì đẹp ta? Thôi mình phải lựa rượu gì dễ vẽ chứ mới đẹp. Đây hình ảnh đây bạn, nhiều chai đẹp lắm. Vậy vẽ thử chai bạn coi nha. Trong đây bạn chọn chai nào như cái nhãn mình chưa vẽ được nha. Bạn mà là áp bên 2D qua hiểu không? Hiểu ta? Và trong số chai rượu này bạn chọn chai đi, chọn đi tôi vẽ. Chuối hộp hả? Mà chai nào? Đây hả? Đây rượu hiện đại đúng không? Rồi à, tôi sẽ sell hình này lại đúng không bạn? Dĩ nhiên là tôi sell vô trong desktop và sell vô trong 3D và sell trong lớp 2 đúng không? Đặt tên là chai gì đó ha. Chọn cái này phải không? Quỷ sứ chọn chai sứ quắc à. Rồi nhìn này con, nó giỡn ha, không có xấu, chai nào cũng đẹp á. Rồi chọn blend nằm vẽ một tấm blend đúng không? Cho mấy đứa nhìn nè. Thật ra ở đây mình muốn cái nó hiện cái màu lên thì nó làm gì? Lít vô cái vùng nhìn này nè. Nó có một cái chữ rất là đơn giản là set đi set đô rồi, wireframe nè. Đó mình lít vô set đi đúng không? Thì nó sẽ ra cái màu. Nó lại nè, bình thường nó là khung không à. Khung nó là wireframe, hiểu không bạn? Nhưng mà nếu bạn lít vô đây mình chọn set thì nó có màu hiểu không? Rồi mình áp chất liệu vô nhé, em mời bạn chất liệu. Mình áp cái chai rượu vô đây nè. Chọn một cái ô mới, chọn cái này nè. Lấy cái chai vô. Đúng chưa? Tuy nhiên là mình sẽ qua cái lớp 2 của mình á. Mình áp cái chai vô. Quăng cái chai vô bỏ đây bạn. Nhớ sâu lên nha. Thì tôi thấy nó bị biến dạng đúng không? Nó bị biến dạng đúng không bạn? Thì tôi sẽ sửa lại nha. Chai rượu đúng nó như vậy nè. Đúng không? Vậy thì muốn làm cho đúng thì mình phải vẽ cái map nó đúng rồi mới nhìn ha. Thì trong cái desktop này đúng không, 3D nè, họ nhìn cái kích thước nha. Kích thước đó là 800 x 601, đúng không? Thì con vô cái chỗ này nè, bạn nhập nè, modify nè. Chỗ này là 800 thì tương đương với lại này nhiêu, 80 đúng không? Với mấy trăm lẻ một con? 601 đúng không? Thì 60 thôi. Thì vậy tôi con thấy mới đúng nè. Ủa sao không đúng? Vậy là ngược lại con, 800 dưới đây nè, là 80 dưới đây nè. Đây 60 ngược lại đó. Hiểu không? Đúng rồi đó. Hiểu chưa? Rồi vậy nhiệm vụ mình vẽ là xong thôi. Nhà mình vẽ đè lên đây. Hiểu chưa? Con vẽ đè lên cho thầy. Nghe nói nè, vô vẽ like nè. Đây nè, like nè đúng không? Rồi con vẽ dưới vẽ lên trên đi xuống, tùy thầy vẽ trên đi xuống nha. Thầy không vẽ nắp chai vậy nha, vẽ băng thẳng xuống luôn đơn giản hiểu không? Mới học vẽ quá không chết à. Cho nó có cái ngấn này cái đi. Rồi nhìn nè. Vẽ xong đè chuột giữa xuống ban đi đúng không? Rồi có xéo chút chấp nhận ha. Rồi vẽ tới giữa chai dừng lại nha, clip phải kết thúc đúng không con? Rồi nghe nói nè, sau khi thì vẽ tới giữa chai là nửa chai là xong rồi đó, nhấn delete bỏ hình này luôn. Vậy là cái hình này nè, nó có con đường à, khi mình la the nó sẽ không có độ dày hiểu không? Thì mình sẽ cho nó modify, nó chọn cấp độ đường á. Tụi con modify xong chọn cấp độ đường nhớ nha. Click vô nó một cái, rồi cho nó dày lên bằng cách ao gì con? À đó y chang nãy đó, online thì mình nói thiệt là mình không biết nhiêu mà cứ đi ra thử. Quá dày gì vậy? Gì vậy? Này nhiêu vậy? Này âm 5 đúng không? Vậy thì mình gõ nó chừng 1cm thôi con. 1. Rồi xong rồi đó đúng không? Chai dày gì vậy là dữ lắm rồi. Áp lệnh la the vô nhớ chọn min nha. Min nha các bạn. Đó đúng không? Hiểu không nè, ghi bản nè, min nè đúng không? Đó thì bạn học đàng hoàng bạn mới làm được đó.
Đừng thấy là cái chai nó thật là y chang lên cái chai kia đó, nó thiệt đó. Tại sao vậy? Thôi mình dễ đồ lên rồi sao không y chang được, phải không? Thế mà, mình dễ đồ lên mà đúng không? Nó hiểu gì không vậy? Rồi bỏ chai rượu vô lượm tiền thôi. Đó, mấy đứa dễ nhiều chai vô nha, này thì dễ con chai. Đó, được rồi. Cái clip mình tới đây là rất là hay rồi, từ clip phải nè, anh hai on. Đó thì nó tóm lại nãy giờ bạn làm được bao nhiêu đây nè. Đó, từ từ tôi chỉ bằng đặt camera rồi vô ha. Tôi thấy cái này là để thì nó rất là rối đúng không nè. Nó sẽ che cái nhà mình, thì mình nắm cái này mình kéo về phía sau xíu đi. Về đi cho nó thoáng đây, làm gì mà cái che bít cái phòng đó, mệt quá à. Đúng không? Chỗ này dư hả? Chỗ này dư thì mình sẽ cho tường về phía đó đúng không? Bằng cách đoạn nhìn nè, tôi sửa ra vô quạt test sửa nè đúng không? Vô quạt test chọn hết mấy nút kéo lùi về phía sau. Của nhà đất miễn phí mà. Cũng xây như xây ngộ không? Đúng không? Hiểu không ta? Nó đâu tốn đất đâu mà sợ vậy. Đó rồi. Nói chung là tụi con làm được tới đây là quý rồi ha. Còn phần còn lại là mình sẽ phát triển tiếp nha bạn đúng không? Phát triển tiếp là bằng cách là buổi sau vẽ. Còn cái clip này dừng đây nha. Được rồi ha. Nhiều quá là đuối lắm. Có nói gì?